Cục Thể dục Thể thao cho biết đang gấp rút xác minh trước khi công bố thông tin về sự việc liên quan đến bữa ăn của đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam. Lãnh đạo của Cục Thể dục Thể thao trả lời phóng viên ngày 4 tháng 10 rằng chúng tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng phù hợp trong hôm nay hoặc ngày mai. Việc này có liên quan đến danh dự người thầy và cũng phải nói lên điều đúng đắn để có biện pháp xử lý. Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao khẳng định sẽ tổ chức buổi họp báo để công bố thông tin công khai và minh bạch. Trước đó vào ngày 2 tháng 10, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh được cho là bữa ăn của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Mâm cơm được cho là có giá đến 800.000 đồng cho 8 vận động viên trẻ, chỉ gồm 5 đĩa thức ăn, trong khi bữa sáng 100.000 đồng chỉ có một nắm sôi và một chai nước.